Lữ trân trọng kính chào quý khán giả đài truyền hình Đất Việt. Kính thưa quý vị, 40 năm đã quá dài và quá đủ. Chúng ta khắp nơi trên thế giới vừa tổ chức cái lễ tưởng niệm 40 năm. Thưa quý vị, Nghe Lữ xin phép được nói lại, 40 năm quá dài và quá đủ trong chế độ độc đảng độc tài. Và cái hình tượng đất nước ngày hôm nay, như quý vị đã thấy rằng người dân, những tổ chức xã hội dân sự ngày càng phát triển mạnh mẽ, những người đấu tranh ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để có được một nền dân chủ, dân quyền, độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự chứ không phải trên giấy như Cộng sản nói, thì cần có những cái thái độ quyết liệt hơn, những cái hoạt động hữu hiệu hơn. Thưa quý vị, và tháng 3 năm 2015 vừa qua, 27 tổ chức sự dân sự trong và ngoài nước đã cùng với nhau cái lời kêu gọi là vận động nhân quyền 2015 cho Việt Nam, thành phố San Jose. Đến hôm nay là ngày 8 tháng 5, chúng tôi với cái sự phối hợp của đài truyền hình SBTN đã quyết định là tổ chức một buổi văn nghệ, đồng thời là kêu gọi mọi người, mọi khán giả đến tham dự, chung lòng ký cái thỉnh nguyện thư. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị, hôm nay trong phòng thu của đài truyền hình Đất Việt chúng tôi có cô Hà Vân, là giám đốc đài phát thanh Việt Nam Bắc Cali, là một đơn vị đồng tổ chức với đài truyền hình SBTN, và MC Bảo Phúc là một người MC từng gắn bó với những sinh hoạt đấu tranh ở trong nước, là một người đã từng đứng trên sân khấu với Việt Dũng trong những cái lần trình diễn với mấy chục ngàn khán giả với cái tinh thần chống cộng. Chúng tôi mời cô Hà Vân, mời Bảo Phúc gửi lời chào quý khán giả của đài truyền hình Net Việt. Thưa cô, Hà Vân xin kính gửi lời chào đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào anh Nghi Lữ. Chào Bảo Phúc. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Net Việt TV. Chào Hà Vân, chào anh Nghi Lữ. Dạ vâng. Trước hết tôi xin phép được hỏi cô Hà Vân là một đài phát thanh. Ở đây có rất nhiều đài phát thanh, nhưng mà đài truyền hình SVTN chọn, hay là nói một cách khác hơn là được cái sự hỗ trợ cách rất là tích cực của đài phát thanh Việt Nam Bắc Cali, thì thưa cô, từ cái suy nghĩ nào mà cô sẵn sàng làm một cái chương trình vô vụ lợi, free vào cửa rồi free nước uống, dĩ nhiên là tài chính rất là khó khăn, thì từ cái suy nghĩ nào mà cô lại ủng hộ cho cái chiến dịch vận động nhân quyền 2015 thưa cô? Vâng, thưa quý khán giả của Net Việt TV, anh Nghi Lữ cũng như Bảo Phúc, thì không ai hiểu biết được nhiều tin tức bằng những người làm truyền thanh, truyền thông, phải không thưa anh? Thành ra, thưa quý vị, khi mà mình hiểu được những tin tức ở bên nhà, tất cả những điều gì chúng ta đều nghe được từ qua người thân của chúng ta, cũng như là qua những tin tức hàng ngày, thì chúng ta hiểu được cuộc sống của người đồng bào của chúng ta tại quê nhà phải chịu rất là nhiều những cái sự áp bức, phải sống trong những cái sự đau khổ. Có thể nói là so với những cuộc sống của chúng ta ở bên đây thì đó là quá khổ rồi, thưa anh cũng như thưa quý vị. Thì đôi khi chúng ta tự hỏi là chúng ta làm được gì cho đồng bào chúng ta tại quê nhà, cũng là người thân của chúng ta nữa, người bà con họ hàng của chúng ta. Cho dù chúng ta bận rộn cách mấy cuộc sống bên này, chúng ta có không có muốn để ý đến, nhưng mà chúng ta cũng nghe được qua những cái phần chương trình tin tức. Thì đôi khi chúng ta tự hỏi là chúng ta làm được gì cho đồng bào của chúng ta tại quê nhà. Thì Hà Vân nghĩ đây là lúc mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta dĩ nhiên không có súng đạn trong tay, nhưng mà chúng ta có truyền hình, truyền thanh, chúng ta có Internet, chúng ta có computer, chúng ta có rất nhiều những phương tiện để mà cùng với đồng bào của chúng ta tại quê nhà có những cái thỉnh nguyện, có những cái sự đấu tranh. Không súng đạn đi nữa, nhưng mà phải nói là rất là hữu hiệu. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta với những bài viết, những cái câu chuyện, và nhất là đồng bào của chúng ta tại quê nhà không đòi hỏi gì hơn một điều mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được, là những chữ ký của chúng ta, để mà chúng ta có thể giúp cho cái thỉnh nguyện thư được thành công và có được nhiều chữ ký. Một điều mà Hà Vân thấy rất là dễ dàng là những cái thỉnh nguyện thư này chỉ cần có tên của chúng ta và tên của thành phố chúng ta cư ngụ mà thôi. Thành ra rất là dễ dàng để mà chúng ta có thể thực hiện được. Thì Hà Vân nghĩ là quý bà, quý cô, quý chú, quý bác, những quý vị trung niên, những quý bác cao niên cũng có thể góp sức, góp công được đó thưa anh, cũng như thưa quý vị khán giả. Dạ vâng, cảm ơn cô. Đúng như cô Hà Vân vừa nói, tức là chỉ một chữ ký mà chúng ta có thể làm một ngọn gió đổi thay. Rồi thì cũng giống như người Việt ở hải ngoại, chỉ với một lá phiếu chúng ta có thể đóng góp được tiếng nói của mình để đấu tranh dân chủ dân quyền cho trong nước. Thì tại sao chúng ta lại không làm, phải không quý vị?
Ở đây thì chúng tôi có MC Bảo Phúc. Thưa quý vị, MC phải nói rằng ở San Jose có rất nhiều MC. Và có những người MC hầu như là hàng tuần đó là đều có mặt ở trên những cái tờ flyer bay như bướm bướm. Tuy nhiên, MC Bảo Phúc là một người MC phải nói rất là nổi tiếng, thưa quý vị, khắp các tiểu bang đều biết tên MC Bảo Phúc. Tuy nhiên, anh chỉ đến với những cái sinh hoạt đấu tranh, đến với tư cách là một người Việt tị nạn cộng sản. Anh không bao giờ làm những cái việc làm MC cho những chương trình mà làm lợi cho Việt Giang hay cho cộng sản. Thì thưa anh Bảo Phúc, cho phép Nghi Lữ hỏi thăm rằng đến với cái chương trình chung tay một chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư với sự phối hợp Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali, với sự phối hợp của Đài Truyền hình SPTN, anh có cái cảm nghĩ gì và anh đã chuẩn bị cái chương trình như thế nào để anh có thể trình bày với lại quý khán giả với cái tấm lòng của một người MC tị nạn cộng sản, thưa anh? Thưa, cảm ơn câu hỏi của anh cũng như những cái lời khen ngợi của anh. Bảo Phúc cũng không dám nhận những cái tiếng khen như vậy. Nhưng mà là một người công dân Việt Nam, là một người tị nạn cộng sản, và hơn nữa là chúng tôi được cái may mắn sinh hoạt trong truyền thông. Thì là người truyền thông, chúng ta có cái vũ khí trong tay. Anh cũng biết đó. Thì mỗi một khi mà có cuộc chiến xảy ra thì cái nơi mà họ pháo kích đầu tiên hết là đài phát thanh cũng như đài truyền hình, và sau đó là sân bay, để thấy rằng cái sức mạnh truyền thông nó rất là quan trọng. Không phải đợi cho đến ngày hôm nay, từ khi còn ở trong nước, sau 40 năm qua, cái tinh thần đấu tranh của chúng ta vẫn không có bị mòn mỏi. Tuy rằng thời gian có dài với những thử thách, và chúng ta phải lo cái cuộc sống cơm no áo ấm của chúng ta bên đây, chúng ta phải vất vả để kiếm miếng cơm manh áo để mà trả bill ở bên Mỹ này. Nhưng mà là những người Việt quốc gia chân chính, chúng ta không bị mua chuộc bởi những cái ham lợi danh. Chứ lợi danh, thưa anh, thì khó để mà chúng ta thoát khỏi. Nhưng ăn thua là do chúng ta mà thôi. Chúng ta suy nghĩ như thế nào về cuộc sống, chúng ta cảm thấy đủ và hạnh phúc, và chúng ta ngẩng mặt đầu sáng lên để mà nhìn mọi người, thì chúng ta nên tiếp tục đấu tranh. Và để trả lời cái câu hỏi của anh, sở dĩ lần này Bảo Phúc và Hạ Vân, chúng tôi đã làm việc trong truyền thông 20 năm, 30 năm qua, cũng như đã từng sát cánh với Việt Dũng và những cái chương trình đấu tranh tại miền Bắc Cali nói riêng, cũng như ở khắp mọi nơi mà Bảo Phúc đã đi show để mà tham gia những cái chương trình đấu tranh, thì họ cũng mời Bảo Phúc sang. Đó là một cái vinh dự cho cá nhân Bảo Phúc. Nhưng phải nói như thế này, chúng ta có nhiều cái phương thức đấu tranh, nhưng mà Bảo Phúc nghĩ rằng là phương diện truyền thông là một cái vấn đề rất là quan trọng, là một cái sức mạnh để thổi lên cái ngọn gió, để đẩy cái bánh xe lịch sử. Và đài truyền hình SBTN, đặc biệt là với nhạc sĩ Trúc Hồ, để tiếp cái ý của Hạ Vân, là một người chiến sĩ khi ra xa trường thì luôn luôn là đeo trên vai một cây súng, bên hông là dắt lựu đạn và những cái dao, để mà xông pha hy sinh mạng sống mình với quân thù. Nhưng ở đây, nhạc sĩ Trúc Hồ với một đôi bàn tay bình thường của một người thanh niên Việt Nam yêu nước, anh không cầm súng, anh không cầm dao, anh không dắt lựu đạn, nhưng anh đã dùng ngòi bút, khối óc và đặc biệt là trái tim chân chính của một người yêu nước. Điều đó đã tạo lên một cái sức mạnh vô biên, là một cái vũ khí sát thương hàng triệu triệu người mà cộng sản đã nhức nhối về những cái bản nhạc của anh sáng tác, đã làm sống dậy lòng người. Cho nên phương thức đấu tranh ở đây không cần phải súng đạn, chúng ta có thể dùng ngòi bút, dùng đầu óc, nhưng mà cái con tim chân chính là cái điều quý giá nhất, mà nhạc sĩ Trúc Hồ là một trong những thanh niên trẻ Việt Nam thể hiện lên cái điều đó. Và tất cả những cái việc làm của chúng ta ở hải ngoại này, kim tiền có thể che đi mọi việc và làm lung lay cái ý chí của chúng ta, nhưng Bảo Phúc nghĩ rằng là chân chính dưới ánh mặt trời, chúng ta không thể lấy tay che mặt trời được, chúng ta không thể lấy vải thưa che mắt thắng. Tất cả những cái việc gì của chúng ta làm sẽ được đồng bào đón nhận mà thôi. Cho nên kỳ này, đặc biệt với đài SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ đến cộng tác với Hạ Vân, một trong những đài phát thanh duy nhất còn lại, Bảo Phúc nói là một trong những đài phát thanh duy nhất còn lại mà kiên trì cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi đương nhiên cũng phải trả những cái giá đắt, bởi vì mất đi những cái quyền lợi, tiền bạc. Song song cũng giống như anh Nghe Lữ, chúng ta phải vất vả để có một cái công việc thứ hai để mà duy trì cuộc sống, chúng ta chẳng có giàu có gì. Nhưng cái công cuộc đấu tranh đây cũng giống như nhạc sĩ Trúc Hồ đã phải vất vả cùng các anh chị em nghệ sĩ của chúng ta bay ra, cùng với Việt Dũng, Nguyệt Ánh, cũng như tất cả mọi người đấu tranh để đi khắp mọi nơi để mà ký cái thỉnh nguyện thư này. Chúng ta đạt được con số 100.000. Nó không dừng ở lại cái số 100.000 đó,
mà nó chỉ là một cái động lực để chúng ta đẩy đi bước xe lịch sử, để chúng ta giải phóng cho quê nhà của chúng ta, để 90 triệu đồng bào, giống như các cái chương trình mà anh đã từng phỏng vấn dân oan, những cái mà bịt miệng, tra lý, những người trẻ xuống đường, cả những thành phần trí thức, thành phần nông dân, bất cứ mọi thành phần nào trí thức trong xã hội đều đứng lên. Thì ở bên Hồng Kông đã làm được chiến dịch dù, ở Hoa Lài và tất cả mọi nơi, cả một cái chế độ Cộng sản Liên Xô đã bị sụp đổ. Thì tại sao chúng ta không đẩy được bánh xe lịch sử đó? Mà muốn đẩy được bánh xe lịch sử đó thì chúng ta phải đồng lòng là con dân Việt. Cho nên bà Phúc rất là hạnh phúc và sung sướng để được góp một bàn tay. Bởi vì một con én không thể làm được một mùa xuân. Vâng, cảm ơn Bảo Phúc. Chúng ta sẽ nói về nội dung của chương trình như thế nào, có những ai đóng góp và thời gian điểm ra sao, những cái điều gì để chuẩn bị cho khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hội luận giữa cô Hà Vân, MC Bảo Phúc vào thời gian tới đây sau những cái phần quảng cáo của Đài Truyền hình Đất Việt. Vâng, mời quý vị giữ màn hình. Vâng, chúng tôi Nghệ Lữ xin mời quý vị đến với phần 2 của buổi hội luận giữa Nghệ Lữ, cô Hà Vân, giám đốc Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Kali 1500 và MC Bảo Phúc. Vâng, Bảo Phúc có thể cho mọi người cùng biết được rằng với cái chương trình chung tay nhau ký thỉnh nguyện thư vào cái ngày 17 tháng 5 tới đây, là một người có thể nói rằng điều hợp toàn thể cái nội dung chương trình, thì Bảo Phúc đã bàn bạc với ban tổ chức hay là bàn bạc với những người có trách nhiệm đó để cái chương trình này như thế nào? Anh mời Bảo Phúc. Vâng, thưa anh, thì là một người ngoài cái chức vụ là MC, tức là Master Ceremony toàn bộ cho chương trình, bà Phúc còn được giao trách nhiệm nặng hơn là Stage Manager cho cái chương trình này toàn bộ. Cho nên cái chương trình phải nói là không những bà Phúc, Hạ Vân cũng như anh Nghe Lữ và ban tổ chức rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề cho các người trình diễn trong chương trình tại địa phương cũng như mọi nơi gửi bài về, bài bản sẽ chắc chắn là phải có một cái nội dung của quốc gia. Đó là điều tiên quyết. Và qua cái dư âm còn lại của ngày 19 tháng 4 vừa qua đã rất là thành công tại trường Yababuna do Đài Việt Nam Bắc Kali tổ chức. Chúng tôi rất là hạnh phúc và sung sướng với một rừng cờ vàng tung bay, với một cái khí thế đấu tranh hào hùng mà chưa bao giờ chúng ta cảm thấy, cả ngàn giọt nước mắt rơi, cả ngàn tiếng tung hô Việt Nam Cộng Hòa muôn năm và cả ngàn tiếng đả đảo Cộng sản. Tất cả mọi người hòa chung một con tim đấu tranh vỡ bùng lên và đem lại một cái sức sống, một cái tiếng chuông để mà đánh thức những người còn mê ngủ, còn bị ru ngủ bởi Cộng sản, thưa quý vị. Cho nên hy vọng là lần này và những lần kế tiếp, lần này đặc biệt có sự cộng tác rất là mạnh mẽ của Đài Truyền hình SBTN. Quý vị cũng biết rằng Đài Truyền hình SBTN chiếu trên khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và sẽ cho đi phổ biến ở các nước sau này, cũng như những cái DVD. Hiện nay đã qua Úc Châu và Âu Châu rồi, Phúc. Vâng. Thì trong cái chương trình vừa qua, chúng tôi có những cái DVD, có rất là nhiều quý vị đã đến bằng 3 thế hệ. Những cụ già 80 dặn con sáng sớm phải dậy sớm nghe, không được biết cái chương trình từ 9 giờ sáng. Và những người trẻ tham dự đó, thưa quý vị, đó là những bác sĩ, những luật sư, và dẫn con của mình đi 10 tuổi, 12 tuổi. Họ muốn xin cái CD đó để làm gì? Để cho con của họ sau này lớn lên nhìn thấy thế nào là ngày quốc hận, tại sao cha mẹ ông bà vẫn còn đi, vẫn còn ngồi đây, vẫn còn khóc, vẫn còn tung hô. Quý vị thấy đó, ba thế hệ đi chung. Hy vọng rằng chương trình kỳ này sẽ thành công gấp bội, không phải nói là gấp 5, gấp 10 lần đó, để chúng ta đánh lên một cái tiếng vang để cho Cộng sản họ phải thức tỉnh lại, để cho tất cả những du học sinh ở đây, để cho những người còn mê ngủ và bị du ngủ phải, nghĩa là mở mắt ra. Vâng, kính thưa quý vị, lời Bảo Phúc vừa nói đã phát hòa lại cái hình ảnh một những cái buổi sinh hoạt chống cộng mà khi Hà Vân, Bảo Phúc hay Nghe Lữ chúng tôi tiếp tay nhau để làm. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói như thế nào? Nghị quyết 36 dầu đã có mặt nhiều năm nay của Cộng sản, nó muốn phân hóa cái cộng đồng người Việt, nhưng 40 năm cộng đồng người Việt khi đã bỏ nước ra đi để tị nạn Cộng sản thì họ vẫn hướng về quê hương, và họ vẫn với cái tinh thần chống cộng mà những phái đoàn Cộng sản khi đi ra nước ngoài phải đi vào ngõ hầu. Vâng, thưa quý vị, và vì vậy cho nên chúng tôi rất là mong cái ngày 17 tháng 5 tới đây, những cái tinh thần những người Việt thầm lặng đó, những người Việt vẫn mang cái căn cước tị nạn Cộng sản đó sẽ đến với chương trình, mỗi người chúng ta có một chữ ký. Vâng, chúng tôi muốn hỏi cô Hà Vân rằng cái chương trình đó được Đài Truyền hình SBTN phối hợp với đài của cô tổ chức, thì những ai của Đài SBTN sẽ đến, rồi thì
địa điểm ở đâu và những có cái những điều gì đặc biệt mà cô trình bày với lại khán giả đài truyền hình Đất Việt để mà mời gọi khán giả chúng ta chung lòng đến trong một cái sinh hoạt đấu tranh? Vâng, thưa quý vị khán giả của NetViet TV, anh Nghi Lữ cũng như Bảo Phúc, là với sự phối hợp của SVTN, đài truyền hình SVTN, đài Việt Nam Bắc Cali và đồng thời cũng của khu hội cựu tù nhân chính trị và cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, và đồng thời rất nhiều những hội đoàn sẽ hợp tác với chúng ta để mà tổ chức một cái chương trình có thể nói là còn có thể là sẽ đông hơn cả kỳ trước nữa, thưa quý vị. Và dĩ nhiên quý vị đến vào lần trước tại trường Yababuena thì lần này cũng sẽ ở cái địa điểm của trường Yababuena, cũng ở bên trong. Và chúng ta lần này thì có sự hợp tác của nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ có mặt trong chương trình, và đồng thời những ca sĩ của trung tâm ESA như là Lâm Thi Vân, Hoàng Yến, Hoàng Anh Thư, nam ca sĩ Mai Thanh Sơn và những ca sĩ dễ thương của cộng đồng của chúng ta ở đây của miền Bắc Cali, thưa quý vị. Và dĩ nhiên chương trình vào cửa miễn phí, có khoản đãi thức ăn và nước uống để quý vị đến một cái chương trình có những sự ấm cúng và cũng được ấm lòng nữa, thưa quý vị. Thì mong là quý vị nhắc nhớ đến người thân, những người hàng xóm của mình đi tới để mà xin cho một chữ ký của mỗi quý vị. Mỗi chữ ký của một quý vị là một ngọn lửa đấu tranh cho đồng bào chúng ta tại quê nhà. Thì những chữ ký đó thì cũng giản dị mà thôi. Chữ ký và cái nơi thành phố mình đang cư ngụ cũng không có cần phải để cái địa chỉ hoặc là gì đó, thưa quý vị. Đó là một cái điều rất là dễ dàng và tiện lợi. Vâng, cô có thể cho mọi người biết rằng bất cứ một sinh hoạt nào đó thì đồng bào ngại nhất là vấn đề đậu xe. Thì vấn đề parking như thế nào, thưa cô? Dạ, vâng, thưa quý vị. Vấn đề đậu xe thì quý vị cũng khỏi lo. Người Việt Nam mình phải nói là mình đã quen những cái sự bươn chải đó, thưa anh Nghi Lữ cũng như quý vị. Thành ra chương trình có bao nhiêu tổ chức đi nữa, bao nhiêu chương trình, bao nhiêu số người đến đi nữa cũng có chỗ đậu xe một cách dễ dàng. Và nơi đây cũng là đã từng là nơi đã từng tổ chức chương trình đại nhạc hội Cám ơn Anh. Thì Hà Vân nghĩ là cái chỗ đậu xe không có điều gì là khó khăn hết, thưa quý vị. Nhất là cái chỗ đậu xe, những cái khoảng cách nó rất là rộng, thành ra quý vị khỏi lo. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng ban tổ chức đã cố gắng sắp xếp làm sao mà chính MC Bảo Phúc sẽ là cái người đẩy lên những cái điểm mà sẽ lấy cái hừng hực khí thế đấu tranh, đẩy lên những cái điểm để quý vị có thể cảm thấy rằng đau với cái nỗi đau của người dân trong nước, để chúng ta không e dè khi mà chúng ta đặt bút chữ ký. Thưa quý vị, Nghi Lữ nhắc lại, chữ ký để một ngọn gió thay đổi cho đất nước Việt Nam, lá phiếu để nói lên tiếng nói của đồng người Việt, thì hai cái chuyện đó chúng ta sẽ đi song song với nhau. Và anh Bảo Phúc có cái điều gì anh muốn chia sẻ tâm tình thêm với lại quý khán giả đài truyền hình Đất Việt, thưa anh? Kính thưa quý vị, chúng ta ít nhiều gì, những người đi tị nạn cộng sản ở khắp năm châu, có những người đã mất hết người thân, có những người hầu hết chúng ta cũng đều có thân nhân ở Việt Nam. Ít nhiều gì cũng phải có một người, không là ruột thì cũng còn là anh chị em con cháu xa hoặc là gần. Đôi khi chúng ta đi làm lục vệ vất vả, chúng ta cũng đôi khi gửi tiền về để giúp đỡ cho gia đình thân nhân còn kẹt lại. Thì đó cũng là điều tất nhiên, phải không thưa quý vị? Nhưng những cái món quà mà quý vị gửi về Việt Nam đó, hoặc là những đồng đô la chúng ta đi làm vất vả đó, nó không có cái giá trị như lần này. Bảo Phúc xin mượn cái chương trình Nhân quyền cho Việt Nam này, quý vị, mỗi một chữ ký của quý vị là một món quà cho quê hương. Hay. Bảo Phúc đã thu với Hạ Vân tối hôm qua để mà chúng tôi phát trên tổng đài. Thì Phúc đã dùng cái câu kết, đây là một chút quà cho quê hương. Bà Phúc ngầm dùng cái câu một chút quà cho quê hương để nhớ tới một người bạn đấu tranh. Tuy Việt Dũng không còn nữa, nhưng cái bài nhạc của anh, bà Phúc vẫn luôn luôn vinh danh và hy vọng rằng một người nằm xuống sẽ có cả ngàn người Việt Dũng khác đứng lên. Vâng, anh ngắt lời của Phúc ở đây. Thưa quý vị, tôi rất là thấm với câu nói của Bảo Phúc, nói rằng một chút quà cho quê hương. Chúng ta gửi 100, 200, 1.000, 2.000, vân vân, chỉ là một giai đoạn cho người thân mình sống ở trong nước. Dù họ có tiền đi nữa, họ vẫn mất cái sự tự do đi lại, họ vẫn mất cái quyền tự do thông tin, họ mất đi cái quyền làm chủ bản thân của mình. Còn
từng chữ ký của chúng ta ngày hôm nay. Là một ngọn gió thay đổi thì đó là món quà không riêng cho người thân chúng ta mà cho cả dân tộc Việt Nam. Và vì vậy cho nên chúng tôi rất mong quý vị đến với ngày 17 tháng 5 tới đây. Chúng ta một lần nữa nói lên tiếng nói tấm lòng của những người Việt tị nạn cộng sản. Chúng ta không bao giờ quê hương bỏ lại, nhưng ta không bao giờ mất quê hương trong tim của mỗi người chúng ta. Vâng, anh mời Hà Vân gửi lời chào mọi người. Mời bà Phúc gửi lời chào mọi người để chúng ta có thể chấm dứt chương trình. Vâng, trước khi Hà Vân gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả của NetViet TV, thì Hà Vân xin một lần nữa nhắc lại thật nhanh. Đây là chương trình với chủ đề Nhân quyền cho Việt Nam với sự phối hợp của Đài SPTN, Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali, Khu hồi cựu tù nhân chính trị, Cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali và những hội đoàn được tổ chức tại trường trung học Yerba Buena, 1855 Lucretia Avenue San Jose vào ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015 và chương trình từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối và sẽ khai mạc vào lúc 2 giờ trưa thưa quý vị. Và chương trình vào cửa miễn phí và có khoản đãi thức ăn và nước uống với những ca sĩ của trung tâm Asia. Và quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức nếu quý vị cần có những câu hỏi hoặc là những chương trình bảo trợ. Quý vị có thể gọi cho Hà Vân ở số 408-802-9938. Hà Vân cũng mượn làn sóng này để xin gửi lời cảm ơn đến những bảo trợ viên đồng cốt của chương trình như Aborn Pharmacy, cũng như là Hiệp Hòa Autobody. Và đồng thời anh Sang, giám đốc của hệ thống công ty Khải Hoàn, sẽ tặng chúng ta cả ngàn lá cờ vào ngày hôm đó nữa. Thưa quý vị khán giả cũng như thưa anh và bà Phúc. Bà Phúc xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị khán giả của NetViet TV. Trước khi chấm dứt chương trình, bảo chúng tôi cũng xin cảm ơn ban giám đốc của NetViet TV cũng như anh Nghe Lữ đã dành thời gian quý báu để cho bà Phúc và Hà Vân có dịp để trình bày với tất cả quý vị khán giả. Chúng tôi một lần nữa thiết tha mời gọi tất cả những người nào còn yêu mến quê hương, còn có tấm lòng với quê hương đất nước, thì đây là một món quà cho quê hương quý giá nhất, hơn những trăm, những ngàn đô la quý vị gửi về. Một lần nữa chúng tôi kính mời tất cả quý vị đến tham dự thật đông để chúng ta đưa lên cái khí thế hào hùng. Quý vị đừng quên rằng San Jose là thủ phủ của tình thương, là cái nôi của chính trị. Chúng ta không để cho tay sai cộng sản tung hành ở cái đất này. Một lần nữa chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào đến thật đông để đưa cái khí thế đấu tranh của San Jose của chúng ta lên, cũng như hợp cùng với đài SBTN và Trúc Hồ, cũng như tất cả mọi người đã ngày đêm hy sinh xương máu và tiền bạc và thì giờ. Hy vọng rằng quý vị sẽ là những người giúp chúng tôi một bàn tay để tạo nên một mùa xuân ấm no hạnh phúc cho Việt Nam. Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán giả đài truyền hình Đài Việt.